chào các bạn lại trên đây. Và ngày hôm nay thì Trinh có một cái tâm sự nho nhỏ muốn nói với các bạn, đó là không biết là có bạn nào giống như Trinh không, nhưng mà Trinh là một người có thể nói là tín đồ mua hàng xách tay luôn á. Mua máy ảnh Trinh mua hàng xách tay này, điện thoại cũng hàng xách tay, mà đôi khi mỹ phẩm cũng mua hàng xách tay luôn. Và đối với những bạn á, mà các bạn thích điện thoại là hàng xách tay nè, ngoài ra còn có yêu cầu có hình mạnh này, chụp hình phải đẹp nữa, thì nên mua chiếc điện thoại nào thì ngay bây giờ Trinh sẽ bật mí cho các bạn ba chiếc điện thoại mà mình nên quan tâm và tìm hiểu về nó nha. Và chiếc điện thoại đầu tiên mà chúng ta không thể bỏ qua đó chính là chiếc Xiaomi Mi 9. Thì về Xiaomi Mi 9 thì nó gây ấn tượng đối với người nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi vì nó được thiết kế rất là đẹp, rất là quyến rũ. Các bạn thấy khi mà nhìn vào cái mặt lưng của Xiaomi Mi 9 nha, là các bạn sẽ thấy kiểu nó bóng láng nè, lắc qua lắc lại nhìn rất là sáng và rất là nổi bật. Ngoài ra thì cái viên màn hình của nó được làm bo cong như vậy nè, nên là tạo ra một cảm giác vô cùng là mềm mại. Đối với Trinh là con gái mà Trinh cầm thì Trinh cảm thấy nó nhẹ nhàng chứ không, nó không có nặng như những cái điện thoại trước mà Trinh đã từng cầm. Chính vì vậy nên Trinh nghĩ đây là một chiếc điện thoại thích hợp cho các bạn nữ, đó là suy nghĩ của Trinh. Và ở mặt trước thì máy được thiết kế với màn hình giọt nước, và màn hình chiếm toàn mặt trước là 90.7%. Ngoài ra thì màn hình của chiếc smartphone Xiaomi Mi 9 này thì là màn hình Super AMOLED, kích thước là 6.39 inch với độ phân giải Full HD cộng. Và nó được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 6. Máy sử dụng bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 855 cho tốc độ xung nhiệt lên đến 2.84GHz. Và camera cũng chính là một trong những điều đặc biệt của điện thoại Xiaomi Mi 9 này. Thì chiếc Xiaomi Mi 9 sẽ có 3 camera ở mặt sau, bao gồm cảm biến chính 48MP, zoom quang hay x12MP, và cuối cùng là cảm biến góc siêu rộng 16MP, có thể đem đến những bức ảnh vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên chiếc điện thoại này lại không có cái khả năng chống rung quang học OIS, và đây là một trong những thiếu sót của chiếc Xiaomi Mi 9. Và chiếc điện thoại thứ hai mà các bạn không thể nào bỏ qua được đó chính là chiếc OnePlus 7 Pro. Và đây là chiếc điện thoại mà từ khi nó ra mắt là đã chiếm được rất là nhiều sự quan tâm của chúng ta. Chiếc điện thoại này thì nó sử dụng cái màn hình với kích thước là 6.67 inch, và đây là màn hình cảm ứng điện dung AMOLED lỏng. Nó sẽ cho các bạn những trải nghiệm thật là tuyệt vời trên màn hình của chiếc điện thoại này. Và ngay bây giờ sẽ là phần chính mà các bạn quan tâm, đó chính là camera của chiếc OnePlus 7 Pro. Thì chiếc điện thoại OnePlus 7 Pro có 3 camera ở mặt sau. Camera chính sử dụng cảm biến cỡ lớn Sony IMX586, độ phân giải là 48MP, và nó sẽ có hỗ trợ là OIS và EIS. Camera thứ hai với ống kính tele tương đương là zoom quang 3x8MP, và nó có chống rung quang học. Camera cuối cùng thì dùng ống kính góc siêu rộng 117 độ, tiêu cự là 13mm và độ phân giải của nó là 16MP, và nó khá giống với lại Galaxy S10+. Và chiếc điện thoại thứ ba mà Trinh muốn đề cập trong video này về khả năng chụp hình nữa, đó chính là chiếc điện thoại LG V50 ThinQ này. Thì đây là một trong những cái đối tượng mà được rất nhiều bạn trẻ quan tâm khi mà nó ra mắt, đúng không nào? Và chiếc điện thoại LG V50 ThinQ này nó sẽ có cái màn hình với kích thước là màn hình OLED 6.4 inch và tỷ lệ khung hình là 19:9. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ độ phân giải là QHD+. Chiếc điện thoại LG V50 ThinQ này thì nó đã sử dụng cái con chip là Snapdragon 855 và nó có hỗ trợ kết nối với lại mạng 5G. Và bây giờ thì hãy vào tìm hiểu ngay về camera của chiếc LG V50 ThinQ này thôi nào. Chiếc điện thoại này thì nó sẽ có camera 3 ống kính như là V40, gồm có ống kính tiêu chuẩn 12MP, ống kính góc rộng 16MP và ống kính zoom quang 2x. Ngoài ra thì còn có camera kép ở mặt trước, gồm có ống kính 8MP và ống kính góc rộng là 5MP. Bộ camera trên của chiếc điện thoại này nó hỗ trợ chụp chân dung và xóa phông cực kỳ tốt. Và
trên đây là những tổng hợp của Trinh về ba chiếc điện thoại mà có thể nói là có cấu hình mạnh mẽ nè, là hàng xách tay nè, ngoài ra thì chụp hình cực kỳ đẹp nữa. Và một trong những ý kiến đó cũng một phần là ý kiến của Trinh nha. Các bạn có thể tìm hiểu về những chiếc điện thoại này trên trang web của Đức Huy Mobile để có thể mua được những điện thoại mà mình thích nhất. Còn bây giờ thì đừng quên like video cũng như là subscribe kênh nha. Xin chào.